Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Một người may mắn thoát chết vì từ chối lên tàu ngầm Titan. Một người bạn của tỷ phú Hamish Harding, một trong năm người đã thiệt mạng trong vụ tàu ngầm Titan gặp nạn, đã từng dự định tham gia chuyến thám hiểm và đã đặt tiền cọc, nhưng sau đó quyết định rút lui vì lo ngại về sự an toàn và thiết kế của con tàu. Chi phí cho một chuyến thám hiểm để được tận mắt ngắm sát tàu Titanic là 250.000 Mỹ Kim mỗi người. Ông Chris Brown, một triệu phú người Anh cho biết, các bộ phận của chiếc tàu ngầm Titan mà tôi thấy trong cuộc thử nghiệm ở Bahamas có vẻ kém phẩm chất. Họ sử dụng ống thép công nghiệp để làm bể dằn, dùng tay cầm chơi game Xbox cho hệ thống lái. Tôi cũng không thích một số chi tiết thiết kế, chẳng hạn như chân vịt bên ngoài với các dây cáp. Tôi cho rằng đó là một hiểm họa đang chực chờ. Và điều thực sự đã khiến tôi quyết định không tham gia là họ thẳng thừng từ chối lấy chứng nhận tàu Titan đạt tiêu chuẩn để lặn xuống độ sâu cần thiết. Ông Brown cho biết ông đã quyết định rút khỏi chuyến đi sau khi nhận thấy có quá nhiều rủi ro. Ngày 18 tháng 6, trong chuyến thám hiểm sát tàu Titanic ở Bắc Đại Tây Dương, tàu ngầm Titan đã lặn sâu xuống vùng nước tối tăm với khối lượng oxy đủ cho 96 tiếng. Trong chuyến lặn dự kiến kéo dài 2 tiếng, tuy nhiên khoảng 1 giờ 45 phút sau khi lặn xuống, con tàu đã mất liên lạc hoàn toàn. Sau nhiều ngày tìm kiếm trong khu vực rộng hàng chục cây số vuông, với sự tham gia của các đội cứu nạn đến từ nhiều quốc gia, những mảnh vỡ của tàu ngầm Titan đã được tìm thấy hôm 22 tháng 6. Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ tin rằng một biến cố trong hệ thống áp suất đã khiến con tàu phát nổ, khiến tất cả năm hành khách thiệt mạng. Tuần duyên Hoa Kỳ cho biết một cuộc điều tra chính thức vẫn chưa được khởi động, vì giới hữu trách vẫn chưa xác định rõ cơ quan nào có thẩm quyền. Hoạt động khám phá sát tàu Titanic diễn ra trên vùng biển quốc tế, nơi mà các quy định về hàng hải không rõ ràng. Ông Culemo Solen, người đồng sáng lập công ty OceanGate cho biết, các hành khách trên chiếc tàu ngầm Titan biết rõ những rủi ro trước khi tham gia chuyến thám hiểm. Ông nói mục đích của chuyến đi không phải là đi chơi cho vui, các hành khách lặn xuống đó ngắm sát con tàu Titanic là để lưu giữ những kỷ niệm. Ông cũng khẳng định rằng chúng ta có thể rút ra những bài học từ vụ tai nạn thảm khốc lần này, nhưng Ocean OceanGate vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc thám hiểm đi sâu vào lòng đại dương. Đây là cái bản tin mà đã gây xôn xao truyền thông quốc tế trong suốt tuần lễ dạ. vừa qua. và Thanh Tâm cũng 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 theo dõi cái bản tin này thì mình thấy nó ly kỳ quá. Dạ. À, Lương Lê Minh Châu có tin vào cái chuyện là có người ta có số không? dạ em dạ, tin rõ ràng rõ phải ràng, không? Rõ ràng chắc rõ ràng, anh? <laughs> rõ ràng. Tại vì cái một ông kia đúng là chưa, trời trời chưa kêu cho nên muốn dạ cũng không được. <laughs> ông kia ông thoát chết một cách thần yeah. kỳ vì chỉ vì mà rõ ràng ha. À, những người này là những người tỷ phú tìm một cái vé đi như vậy hai trăm năm ngàn nghe. người thường đâu có cái tiền để mà đi và họ nghĩ là theo những cái bản tin mà tham được được đọc đó các nhà chuyên gia họ nói là cái con tàu này nó rất là an toàn nếu như mà nó chỉ đi lặn đến cái độ sâu mà nó cho phép yeah. tức là khoảng 1.400 cây số mà thôi nhưng mà không hiểu mình sao vì sao là họ lại quyết định lặn xuống tới 4.000 cây okay. số thôi gần gấp ba với lại cái cái, cái 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 tiêu chuẩn mà con tàu nó 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 được 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 phép yeah. lặn thành ra nổ không 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 thể nào hiểu hiểu được là tại sao lại họ lại quyết định tới như vậy à, và khi đọc cái bản tin thưa với quý vị là mình thấy là những người mà người ta sung sướng quá như vậy mà chết một cách nó nó nó, nó oan uổng nó đấy dạ. thì thanh đâu lúc nào cũng nhớ tới một cái câu một cái lời dặn mà nhiều người đã nói với mình trước đó giờ là ngày nào mình cũng nên sống nhưng ngày đó là ngày cuối cùng của cuộc đời mình dạ. thì đó là một cái kim chỉ nam sống mà thanh thấy rất là có lý hay. rất là hay thế nhưng nói thì nói như <laughs> vậy nhưng việc áp dụng cái kim chỉ nam rất là khó Hả? Tại vì nếu như mà ngày mình biết Đức ngày này là cái ngày cuối cùng của mình mình sống khác, <laughs> hưởng cho nó đã. Chứ còn mà ngày này không phải là ngày cuối cùng mà sáng gì không thèm đi làm muốn ăn muốn chơi thì ngày cuối cùng sẽ tới mau hơn nhiều. <laughs> cho nên là cái lời khuyên là một chuyện, áp dụng thực tế là chuyện khác, cũng khó ghê lắm, không hề dễ. <laughs> Bản tin vừa rồi cùng với sự thật phủ phàng đã kết thúc chương trình tin tức cuối tuần của Đài Sài Gòn TV. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày thứ bảy bình an. Xin kính chào tạm biệt.